về rồi đó hả? Ủa sao về bất thình lình vậy con? Công việc con cũng còn đang đê đê lắm, nhưng mà bây giờ có chuyện gấp con về cũng nói chuyện với mẹ. Chuyện gì gấp dữ vậy? Hai chị em con có hẹn để về để nói chuyện với mẹ đó. Trời đất ơi, cái chuyện gì mà nghiêm trọng tới hai chị em về lận? Lo cho mẹ đó. Trời ơi, mẹ khỏe có cái gì đó đó, đừng có lo ha, cứ yên tâm làm việc đi. Mẹ khỏe gì mà tìm chú Hùng chi? Chú Hùng? À, thì ra là cái chuyện chú Hùng nên con với em con lật đật về đây đúng không? Trời ơi, có cái gì đâu. Xấu hổ chị em con lắm mẹ. Trời đất ơi, con không có muốn làm lớn chuyện này, như con hỏi mẹ, năm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ 65 tuổi rồi. 65 tuổi mà mẹ nghĩ bây giờ mẹ còn đủ tự tin mẹ đi thêm một bước nữa, mẹ hẹn hò, mẹ yêu đương với một người đàn ông hả mẹ? Ủa con còn xí, cho mẹ nói nè, tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác, tuổi nào cũng yêu được mà. Tuổi nhỏ yêu theo tuổi nhỏ, tuổi già yêu theo tuổi già, tại sao cấm cản? Trời ơi, mẹ nói vậy là mẹ không có hiểu cho chị em tụi con rồi. Mẹ ơi, con nghĩ là cái tuổi này á, mẹ chỉ nên dừng lại ở cái việc là mẹ chơi với lại con cái rồi chăm sóc cháu thôi, chứ bây giờ đi thêm bước nữa nó rất là kỳ, người ta sẽ dị nghị, người ta nói ra nói vô không có được mẹ. Mẹ biết hết á, nhưng mà mẹ với chú Hùng có gì đâu. Chú Hùng thì quá vợ, mẹ thì quá chồng. Đó, bây giờ hai người gặp nhau chỉ là bạn bè, tri kỷ, rồi nhiều lúc cũng chăm sóc nhau cũng được mà. Thôi là sáng sáng đi tập thể dục chung cũng vui. Mẹ nghĩ đơn giản như vậy, nhưng mà người ta nhìn vô, người ta đâu có nghĩ như vậy đâu. Bà con hàng xóm xung quanh người ta nhìn vô, người ta sẽ nói mình, người ta sẽ đánh giá mình. Trong khi là bây giờ nè, con là giáo viên, cái chuyện này bây giờ nó đến cái cơ quan của con rồi. Vậy là con rất là mắc cỡ, con rất là xấu hổ. Rồi bây giờ bên nhà chồng của con, ba má chồng của con cũng hay biết cái chuyện này rồi. Trời ơi, ba má chồng con nói con là chắc là không chăm sóc cho mẹ, cho nên là để mẹ mới đi tìm thêm một cái bến đỗ khác để có người nương tựa. Trời đất ơi, thật tình mà nói là mẹ chưa có nghĩ xa đến vậy luôn đó. Con làm quá lên như vậy, bây giờ tới anh xui chị xui đồ là biết chuyện luôn rồi. Mẹ, không phải là con làm quá, nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói. Con năn nỉ mẹ, mẹ thương con với anh Tùng á. Con nghĩ là mẹ chấm dứt cái mối quan hệ đi mẹ. Thôi được rồi. Mẹ xin lỗi. Mẹ không ngờ cái chuyện của mẹ mà ảnh hưởng lớn đến như vậy luôn á. Mẹ, con thương mẹ, nhưng mà chị em con không muốn mẹ đi thêm bước nữa ở cái tuổi này đâu mẹ. Có nên đi thêm bước nữa khi về già? Và đó cũng là chủ đề của Quyền Năng Phái Đẹp ngày hôm nay ạ. Quý vị thân mến, Khả Dương vui mừng gặp lại quý vị trong chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Pink House thực hiện. Và cạnh Như đó là ca sĩ Phương Vy. Diễn viên Thanh Thức. Và chuyên gia tâm lý Hòa An ạ. Và chúng ta hãy cùng ngồi xuống để mà bàn luận về chủ đề ngay bây giờ ha. Xin mời mọi người ạ. Không biết là ở đây có ai đồng cảm với người mẹ hay người con ạ? Cho Như ý kiến được không ạ? Mời anh Nam ạ. Dạ, theo quan điểm của em á, là em đồng cảm với người mẹ. Bởi vì á, khi mà con cái lớn thì không có ở gần cha mẹ, thì mẹ em cần một người bầu bạn, hoặc là lo những cái lúc mà ốm đau bệnh nặng thì nó cũng nên. Dễ thương. Dạ, mời chị nữ ạ. Chào mọi người, mình là Thu Thủy. Thì mình hiểu cái tấm lòng của người con gái và người con trai. Tại vì thấy mẹ mình mà tính đi thêm bước nữa thì sẽ bị bà con hàng xóm dị nghị. Nhưng mà mình nghĩ rằng người mẹ này đã dành hết tất cả những cái tuổi thanh xuân của mình để nuôi dạy con cái khôn lớn. Nên bây giờ thì hai người con đã ở xa, không có gần người mẹ, cho nên là khi về già người mẹ rất là cần có một người ở bên cạnh, một người tri kỷ, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn hoặc là chăm sóc cho bà những lúc bà ốm đau, bệnh hoạn. Cho nên là người con nên hiểu cho người mẹ và hãy chấp nhận cuộc tình của người mẹ. Dễ thương quá. Mời bạn gái ạ. Dạ, em chào mọi người, em tên Ngân ạ. Sau khi xem tình huống thì em thấy là em không đồng ý về cái cách xử lý của người con đối với người mẹ. Cách chia sẻ của người con kiểu giống như là hơi bị quá lên. Trong khi đó là người mẹ đã nói rất nhiều lần là chỉ xem chú là tri kỷ bạn bè thôi. Thì em nghĩ là người con nên lựa chọn cái cách nói chuyện nhẹ nhàng, tinh tế. Cảm ơn bạn. Không biết là Phương Vy thấy sao ạ? Người con nó khi mà bước vào á,
chưa hỏi là mẹ khỏe không, hay là chưa hỏi bất kỳ cái gì đó là đã đưa ra những cái sự lo sợ, những cái sự dị nghị của hàng xóm, những cái lời ra tiếng vào của hàng xóm mà còn không hỏi được mẹ có hạnh phúc với lại chú Hùng hay không, hay là cái cảm giác của mẹ với chú này như thế nào, hay là chú này là người như thế nào, mẹ cảm thấy là mẹ sống với chú là nó sẽ mang lại những cái gì cho mẹ. Không có hỏi cảm giác của mẹ mà cứ sợ về cái nỗi lo sợ của bản thân mình khi mà bị hàng xóm hay là gia đình chồng hay là đồng nghiệp hay là học sinh của cổ dị nghị của thôi, chứ cổ không có quan tâm tới cảm xúc của người mẹ. Như cũng có cảm giác đó luôn, tại sao thay vì mình nói là mẹ ơi mẹ để người ta dị nghị vậy, sao mình không tìm hiểu mẹ đang giao tiếp với ai, cái người đó có tốt với mẹ hay không. Anh Thanh Thức, anh thấy sao? Với Thức thì nếu mà đồng cảm với người mẹ thì cũng phải thấu hiểu cho người con. Thức hiểu như này, tại vì biết rằng người mẹ cần có người bên cạnh chăm sóc, an ủi, tâm sự, bầu bạn thì là niềm vui. Nhưng mà mình cũng hiểu được cho cái nỗi lo người con, là tại vì cái suy nghĩ của người con bị cái tư tưởng áp đặt như vậy rất là thành quen thôi. Nhưng mà cũng phải hiểu cho người con một lần là Thức nghĩ là cái người con cũng phải lo lắng, tại vì người già bên cạnh nhau là chỉ vui về tinh thần thôi, chứ nói giờ để có người an ủi chăm sóc là không phải. Tại hai người già đâu có chăm sóc nhau được, phải có người trẻ hơn, khỏe hơn thì mới chăm sóc được. Mọi người thấy đúng không? Luôn. Dạ. Rồi bây giờ phải hỏi thôi, phải hỏi chuyên gia thôi. Chuyên gia trong cái trường hợp này thì chuyên gia có thể đưa ra những cái lời khuyên nào để êm ấm gia đình không ạ? Ông, thật ra thì trong cái phần mà đối thoại đó thì anh ấn tượng với lại cái câu nói của người mẹ đó. Có nghĩa là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác. Và nếu như chúng ta nhìn vào những người đang yêu đi, mình sẽ nhận thấy được cái niềm vui trong cái suy nghĩ của họ. Họ cảm thấy là họ trẻ hơn, họ cảm thấy là họ có giá trị hơn, họ cảm thấy rằng là họ có được, nhận được cái sự quan tâm của những cái người yêu của mình. Thì đó là cái điều mà rõ ràng là không có phân biệt tuổi tác. Và anh cũng từng gặp rất là nhiều những cái người mà lớn tuổi hơn như vậy luôn, 65, 70 tuổi luôn, nhưng mà họ khoe là bây giờ có người yêu rồi nha, ví dụ như vậy. Thì tự nhiên là cái đời sống về tinh thần của họ rất là tốt. Tuy nhiên thì về khía cạnh của Thanh Thức có chia sẻ rằng là hai người già, nhưng mà mình phải xem coi rằng là cái sức khỏe của họ như thế nào. Thì bản chất là có những người lớn tuổi rồi nhưng mà cái sức khỏe về thể chất của họ cũng rất là tốt, và đôi khi chính cái sức khỏe về tinh thần á nó cũng góp phần tạo nên cái đời sống nó tốt hơn rất là nhiều. Đôi khi trong trường hợp này chúng ta phải lắng nghe thôi. Cả hai mẹ cũng cần phải suy nghĩ là có ảnh hưởng gì hay không. Nhưng mà bên cạnh đó thì con cũng sẽ cần phải đặt chân vào chiếc giày của mẹ để hiểu mẹ nhiều hơn chứ. Và điều quan trọng là anh nghĩ trong cuộc sống này á, không có ai nuôi mình hết á, mà mình phải nghe những cái lời dị nghị 100 lời như vậy mình sẽ nghe ai. Nên hãy nghe chính con tim của mình mách bảo, đó là cái điều mà mình nên nghe nhất. Rõ ràng rồi. Và với chủ đề này em thật sự luôn, không có ai quy định là bao nhiêu tuổi là họ ngừng yêu hết trơn á, không có được nói như vậy. Và nhân tiện trong cái trường hợp này luôn thì á, nếu như mình là cô gái đó cũng sẽ rất là nhiều lo lắng. Bởi sao ạ? Bởi tình yêu nào nó cũng có rủi ro hết, ở độ tuổi nào nó cũng sẽ có những cái trắc trở hết. Và cái sự lo lắng đó, nó phải nằm ở trong chính cái người mà đang yêu đó. Cái người mà thật sự họ đang yêu, họ gặp rủi ro như thế nào. Chứ mình đừng có quan tâm là hàng xóm dị nghị hay là người này người kia nói thì sao. Thí dụ như nhà mình, mẹ mình bệnh hay cha mình bệnh, ai lo? Mình lo chứ ai. Và cái cơn đau đớn đó ai chịu? Cha mẹ mình chịu chứ ai. Thức có một cái ý nhà muốn hỏi anh Hoài An nè. Trong cái trường hợp vừa rồi á, người con kịch liệt phản đối người mẹ như vậy, nhưng mà với cái người mẹ cảm nhận là mình đã tìm được đúng cái người bạn đời của mình, đúng một người có thể bầu bạn tiếp tục những quãng đường tiếp theo nữa, mình muốn bước thêm bước nữa, thì với cái sự phản ứng người con thì người mẹ sẽ xử lý thế nào để cho người con hiểu được cái tâm tư của mình? Thật ra thì mình nghĩ như thế này nè, nếu như mà người con lúc nãy á thì nghe không phải chính thức từ người mẹ nói, mà là nghe từ những người xung quanh, từ những người hàng xóm, từ những cái lời ra tiếng vào, nên chính yếu tố đó nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ, đến cái những cái cảm nhận của người con. Nên trong những tình huống như thế này thì rõ ràng là cái sự thấu hiểu là điều rất là quan trọng. Vậy có lẽ rằng là người mẹ phải là người tâm tình, là người cũng có thể là người chủ động để mà chia sẻ những cái thông tin về cái người mà người mẹ đang quen như thế nào, để người con cũng có một cái sự thấu hiểu và cũng sẽ chia sẻ được rằng là chính cái người mà mẹ đang đồng hành đó, đang hỗ trợ, đang đồng hành, đang giúp được gì cho cái tinh thần, cho cái sức khỏe cũng như là cho cái đời sống của mẹ. Thì nếu chúng ta đặt lên bàn cân thì chính đứa con sẽ là cái người thật sự là phải có suy nghĩ để có được cái sự thấu hiểu. Và khi chúng ta đã có tình cảm rồi, chúng ta đã hiểu nhau hơn rồi, thì chắc chắn là mọi việc nó sẽ rất là dễ.
Còn nếu như chúng ta chỉ đang nghe những cái lời thị phi, đang nghe những cái lời ám thị, thì chắc chắn rằng là cái suy nghĩ của chúng ta sẽ rơi vào cái tình huống phiến diện và rơi vào cái tình huống đối đầu, giống như tiểu phẩm vừa rồi chúng ta vừa xem. Vậy là rõ ràng là người mẹ phải là người nói ra đúng để rồi. Người con thấu hiểu ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ xem là gia đình này sẽ tìm được cái giải pháp như thế nào, thì xin mời quý vị theo dõi tình huống tiếp theo ạ. Mẹ, mẹ, sao mẹ vô trong nằm nghỉ mà ngồi đây vậy mẹ? Để mẹ thở xíu. Mẹ, mẹ nằm hoài mệt. Con vô nấu cháo cho mẹ ăn nha. Thôi, chú nấu sẵn rồi nè. Cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Dạ, con chào chú. Mới Linh đây hen. Chàng ơi, chú nghe mẹ con nói về hai chị em con hoài luôn á. Ừ, em ăn đi. Ăn từ từ có chừng nóng. Ăn được không? Không được để anh đút cho. Không được rồi, để em tự ăn. Để con mẹ. Để mẹ ăn. Để ăn nha. Phải ăn hết cái chén này đó nha. Rồi uống thuốc vô chừng 3 bữa là hết hả? Dạ chú, con cảm ơn chú nha. Bữa giờ vậy em con ở xa không có chăm sóc cho mẹ. Chú đây chú lo lắng cho mẹ con. Con cảm ơn chú nhiều. Gì đâu cảm ơn. Chú với mẹ con là giống như là bạn tri kỷ với nhau. Thì chú tới lui, chú chăm sóc cho mẹ con, cái đó là cái điều hiển nhiên, cái điều rất là bình thường. Không có cái gì phải ngại hết trơn á. Linh à, con thông cảm. Mấy ngày nay thời tiết nó thay đổi, mẹ bị ho rồi sốt quá trời luôn. Nói đầu ngay cũng phải nhờ chú Hùng. Chú chạy qua chạy lại chăm sóc mẹ, rồi dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ nữa. Rồi hả chú phải chở mẹ đi bệnh viện, rồi lấy thuốc tùm lum hết. Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy, lỗi tụi con không có sắp xếp gì để lo cho mẹ mà. Anh Hùng à, thôi em cũng cảm ơn anh. Bữa nay em cũng khỏe nhiều rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn một tiếng nữa là anh giận anh đi về nha em. Thì mấy ngày nay anh mà không thiệt có anh rồi em không biết làm sao luôn đó. Thì cái chuyện của tụi mình thôi thì chứ cho con nó biết đi chứ có gì đâu mà ngại. Không. Ơi, chú nói thẳng luôn là chú với mẹ con giống như là bạn tri kỷ, chứ không phải giống như người ta nói rồi con hiểu lầm. Chú Hùng, con cũng có chuyện muốn nói với chú. Thôi, em vô trong đi, ăn, rồi uống thuốc cái nằm nghỉ ngơi, ha. Đi, lâu lắm rồi, hai chú cháu mới có dịp ngồi với nhau. Thôi có chi gì con cứ nói thẳng ra đi. Dạ, trước là con vẫn cảm ơn chú. Con biết là chú tốt, chú thương mẹ. Nhưng con nói thẳng với chú là con với em con có ý định là ngăn cản chú với mẹ con đến với nhau. Cái chuyện đó chú có biết. Rồi chú cũng có khuyên mẹ con là đừng có giận tụi con. Bởi vì tụi con chưa có hiểu chuyện. Mẹ con lớn tuổi rồi, ở trong cái nhà như vậy nè, mà có một mình ơi mẹ con à, lủi thủi đi ra đi vô. Cái đó cái hồn khỏe thì không sao. Con thấy giùm mẹ con hồi bệnh không? Bữa hổm nếu mà chú qua không kịp mẹ con xỉu rồi, rồi lỡ có chuyện gì thì sao? Chú ở vậy cũng mười mấy năm rồi. Còn con cái của chú lớn hết rồi, rồi lâu lâu nó có điện thoại về hỏi thăm chú thôi. Chú sống cũng có mình ơn nè. Tụi con còn trẻ, tụi con là có vợ có chồng ở xa, rồi công ăn việc làm quá trời lưu bu đi. Lâu lâu gọi điện về, rồi lâu lâu gửi tiền về. Nhưng mà cha mẹ không phải chỉ cần bao nhiêu đó. Chú tới đây chú chăm sóc cho mẹ con, hữu hỷ tuổi già. Cái đó chú thấy nó hoàn toàn là chính đáng, cho nên chú không có sợ, chú không có ngại gì hết trơn hết trọi á. Bây giờ con cũng hoang mang lắm. Con thấy là chú tốt với mẹ con, nhưng mà con sợ điều tiếng. Con ơi, sống là sống cho mình nè, chứ không có sống cho ai hết trơn hết trọi á. Mong là con hiểu cho chú với cho mẹ của con. Vậy nghĩ là gì con ngăn cản mẹ con ở tuổi này mà đi thêm bước nữa là không đúng hả chú? Hên ghê, cô bé hiểu chuyện quá trời luôn. Không biết cái kết này có đồng quan điểm với quý vị khán giả không ạ? Xin mời ạ. Mời bạn. Dạ, em xin chào anh chị và xin chào các khán giả đã có mặt ở đây ạ. Thì cái kết này thiệt sự là em cũng nghĩ là quý vị khán giả ở đây cũng rất là mãn nguyện. Thì vì người con đã hiểu ra cho mẹ của mình. Và em nghĩ là sau một cái thời gian mà thấy mẹ của mình vui vẻ, hạnh phúc, và khi mà mình không có thời gian ở bên cạnh mẹ của mình như vậy, mà có một cái người bạn bầu bạn với mẹ của mình ở tuổi về già như vậy, thì người con mình cũng hơi yên tâm. Cảm ơn bạn. Xin mời bạn ạ. Xin chào mọi người.
trong cái tình huống này á, nếu mà tôi mà như là người con á, thì tôi cảm thấy là mình không có nên ích kỷ mà càng phải giúp đỡ mẹ mình để tiến đến với lại người bạn đó. Không có thể là mình ích kỷ mà cản trở mẹ tiến thêm bước nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Xin mời bạn ạ. Dạ, em xin chào mọi người ạ. Em là Hương ạ. Thì với tình huống vừa rồi thì em cũng khá là đồng cảm với người con. Con thì lo lắng cho người mẹ. Tại vì hiện tại bây giờ người mẹ thì vẫn còn ý thức, vẫn còn có thể là trò chuyện, sống với người bạn đời của mình. Nhưng mà khi mà về già thì có thể người mẹ mình sẽ rơi những tình huống như là mất trí nhớ chẳng hạn, hoặc là đau ốm không thể đi được. Thì lúc đó cái người bạn đời của người mẹ mình đó, có còn chăm sóc người mẹ đến khi về già hay không? Người con khá là lắng cho người mẹ là đúng ạ. Anh Thức ơi, em vừa lòng chưa? Thật sự thì anh nghĩ là ai cũng có nhu cầu có bầu bạn hết, đặc biệt những người già. Thức thấy một trường hợp này nè. À, ba của bạn Thức là 79 tuổi rồi, nhưng mà từ khi quen cái cô đó rồi thấy giống như bác đó có một cái nguồn năng lượng lúc nào cũng tích cực, khỏe lắm, lúc nào cũng sáng thức dậy đi tập thể dục, mọi tìm được cái nguồn năng lượng, cái niềm vui trong cuộc sống mình, cái sức khỏe khỏe hơn hẳn luôn. Nhưng mà bên cạnh đó Thức cũng có một suy nghĩ ngược lại, như lúc đầu nói tình yêu lúc nào cũng có rủi ro, không phải lúc nào cũng gặp người tốt, đúng không anh Hoàng? Khi chúng ta quyết định gắn bó với một ai đó, đúng rồi, thì chúng ta phải tìm hiểu cho thật là kỹ. Đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì các vấn đề liên quan nữa, ngoài câu chuyện về tình cảm đi, thì chúng ta còn có thể kể đến là về tài sản nữa nè, rồi về câu chuyện sinh hoạt gia đình, rồi con cái, rồi cháu nữa anh chi. Thì rất là nhiều yếu tố có thể xảy ra trong tình huống này. Vậy thì rõ ràng là chúng ta hãy đặt một cái vấn đề đó là gì? Hãy làm bạn tri kỷ đi, để chúng ta tìm hiểu cho thật là kỹ thông qua những cái tình huống cụ thể, thông qua những cái hoạt động cùng nhau, thì dần dần chúng ta mới hiểu thật rõ nét về cái cá tính của cái con người mà chúng ta muốn tiến tới bước nữa. Tự nhiên cái lo ngang luôn á. Bây giờ Vi thấy sao? Nếu mà Vi thì chắc là Vi sẽ đầu tiên là sẽ tìm cái cách trò chuyện với mẹ nhiều hơn, và tìm cái cách để tìm hiểu cái người bạn đời của mẹ nhiều hơn, để mình hiểu được cái người đó là cái người như thế nào và có thể đi bao xa được với mẹ của mình. Đối với cái việc mà đến một cái lúc nào đó mà mẹ mình mà giống như là bị mắc bệnh, mà cái người bạn đời của mẹ không chăm sóc được nữa, thì mình cũng không thể nào mình đặt cái trách nhiệm đó lên vai cái người bạn đời đó được. Vi nghĩ là như vậy. Vẫn còn một cái cách nữa là thật ra mình sẽ cùng mẹ tìm hiểu cái người đó luôn. Đúng rồi, mình tâm sự với mẹ với cái vị trí là giống như hai người bạn gái tìm hiểu ở cái người bạn mình trai sẽ đó tìm hiểu sẽ cái người nào đó như thế nào, chứ không có phải là ngăn cản mẹ ngay từ đầu. Đúng thì rồi, và mình sẽ đồng hành với mẹ trong cái quãng đường mẹ bầu bạn cùng với người bạn mới đó. Và còn cái vấn đề mà ví dụ mà lỡ rủi ro giống như nãy giờ tất cả mọi người cùng bàn với nhau á, thì Như nghĩ là hồi xưa cha mẹ nói là con cứ bôn ba khắp nơi đi, có gì cứ về cha mẹ. Thì bây giờ cái câu đó là của mình đó. Mẹ cứ đi đi, cha cứ đi đi, lỡ mà có chuyện gì thôi cứ về đây với con. Vậy thôi, nói gì nữa giờ. Đúng không anh? Thật ra thì chúng ta chỉ sợ bị lừa gạt thôi, đúng không? Nên là cái điều mà mình tìm hiểu thật là kỹ cái đối phương là điều rất là quan trọng. Mình phải xem coi là cái động cơ đó là xuất phát từ đâu, và phải thực sự là cái người cùng đồng hành đó phải là cái người tốt hay không. Và đó cần phải có một cái thời gian để chúng ta cũng cùng thẩm định. Tuy nhiên thì rõ ràng là mẹ là một người sinh ra mình mà cũng người rất là trưởng thành rồi, chúng ta chỉ đóng vai trò là người tham vấn thôi. Còn thật sự là cái quyền quyết định cuối cùng phải là của mẹ, và chúng ta phải tôn trọng cái ý kiến của cha mẹ. Em muốn mở rộng vấn đề một chút nữa. Cái quan trọng là mình phải quan tâm chăm sóc mẹ mình. Cha mẹ vẫn muốn con cái quan tâm nhiều hơn. Cái đó là Thức nghĩ là cái trách nhiệm của người con, không có chủ quan vào mối quan hệ của ba mẹ mình. Mặc dù cuộc sống có bận rộn thế nào thì phải thường xuyên gọi điện, hoặc là có điều kiện thì về thường xuyên để cho người già có thể cảm thấy ấm áp hơn khi được gần con cháu nhiều hơn. Vậy thì nhân đây em hỏi luôn, anh ơi, mình có cái bí quyết nào hay là một những cái kiến thức cơ bản nào để người lớn á, muốn đi bước nữa họ có thêm hành trang không anh? Thật ra thì cái việc mà muốn đi bước nữa đó, nó cũng phải xuất phát chính xác là từ chính cái nhu cầu của mỗi cá nhân. Cái điều quan trọng là nếu có cái sự đồng thuận từ phía con cái cũng là một cái sự thuận lợi. Vậy thì chúng ta cũng hãy tạo ra nhiều cái dịp để chúng ta có thể gặp gỡ nhau. Thông qua những cái lần gặp gỡ, lần ăn uống như vậy thì chúng ta cũng sẽ có cái cơ hội để mà giải bày, cũng hiểu nhau nhiều hơn. Yếu tố thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ cần chú ý đến cái tính pháp lý cũng như là những cái yếu tố về tài sản có liên quan, để mà chúng ta cũng có thể phòng tránh và giữ an toàn
cho chính bản thân của mình. Ở đây thì rõ ràng là cái người đến với nhau, những người trong tình huống này đến với nhau với một cái tâm thế rất là trong sáng, nhưng không loại trừ được những cái trường hợp bất chắc có thể xảy ra. Yeah. Và cái yếu tố thứ ba nữa là yếu tố về sức khỏe cũng như cái cảm xúc, để mà chúng ta thấy được rằng là với những sự gắn kết đó sẽ đi đến cái đoạn đường như thế nào. Và yếu tố nữa là gì ? Cái quan điểm, cái lối sống chúng ta cũng cần phải tìm hiểu cho thật là kỹ. Bởi vì chính trong cái giai đoạn này chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, nên gặp được một cái người cùng chung ý hướng, một cái người mà cùng chung cái quan điểm suy nghĩ của mình, thì chắc chắn là cuộc sống cũng sẽ rất là vui vẻ và mang đến rất là nhiều những tiếng cười. Có lẽ đó là một vài những cái yếu tố mà chúng ta có thể kể đến trước khi mà chúng ta sẽ cùng kết nối với một cái người cùng đồng hành với chúng ta trong cái đoạn đường tiếp theo. Với phương châm đó là ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, miễn cái tình yêu nó luôn trong sáng và mang lại nhiều năng lượng tốt, thì ở tuổi nào cũng nên được yêu thương. Nhưng một cái điều quan trọng mà Như nghĩ là không phải chỉ tuổi già để ý đâu, mà tuổi trẻ cũng vậy. Tình yêu nào cũng có rủi ro, yêu phải suy nghĩ thật kỹ, chọn lựa cái người nó phù hợp, tin tưởng để mà có được một cái tình yêu vững bền. Nhắn nhủ với những người con mà đang có suy nghĩ là thôi cha mẹ đừng đi bước nữa, thì Như nói thiệt là cha mẹ đã dành cả thanh xuân cho mình rồi. Đến lúc cha mẹ được sống hạnh phúc cái phần đời còn lại của mình rồi, hãy là người bạn đồng hành với cha mẹ mình giống như cha mẹ đã từng đồng hành với mình ở khoảng thanh xuân nha. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại những câu nói hay của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là sẽ tìm cái cách trò chuyện với mẹ nhiều hơn, và tìm cái cách để tìm hiểu cái người bạn đời của mẹ nhiều hơn, để mình hiểu được cái người đó là cái người như thế nào và có thể đi bao xa được với mẹ của mình, chứ không có phải là ngăn cản mẹ ngay từ đầu. Cha mẹ đã dành cả thanh xuân cho mình rồi. Đến lúc cha mẹ được sống hạnh phúc cái phần đời còn lại, hãy là người bạn đồng hành với cha mẹ mình giống như cha mẹ đã từng đồng hành với mình ở khoảng thanh xuân. Nghĩ là cái trách nhiệm của người con không có chủ quan vào mối quan hệ của ba mẹ mình, mặc dù cuộc sống có bận rộn thế nào thì phải thường xuyên gọi điện, hoặc là có điều kiện thì về thường xuyên, để cho người già có thể cảm thấy ấm áp hơn khi được gần con cháu nhiều hơn. Người mẹ phải là người chủ động để mà chia sẻ những cái thông tin về cái người mà người mẹ đang quen, để người con cũng có một cái sự thấu hiểu. Hãy làm bạn tri kỷ đi, để chúng ta tìm hiểu cho thật là kỹ về cái cá tính của cái con người mà chúng ta muốn tiến tới bước nữa. Chúng ta cũng sẽ cần chú ý đến cái tính pháp lý cũng như là những cái yếu tố về tài sản có liên quan, để mà chúng ta cũng có thể phòng tránh và giữ an toàn cho chính bản thân của mình. Như xin được cảm ơn anh Hòa An, cảm ơn Phương Vi, cảm ơn anh Thanh Thức vì đã đem hết sức lực cũng như là tất cả những kỹ năng của mình để mà có thể mang đến những cái giây phút thật sự thoải mái dành cho quý vị khán giả. Và Như tin là quý vị khán giả nãy giờ cũng có được những cái kinh nghiệm cũng như là thêm nhiều điều vui trong cuộc sống mà đôi khi mình không cần trải qua đâu, mình thấy ở đâu đó mình vẫn có thể tiếp thu để mà có thêm hành trang trong cuộc sống. Một lần nữa thay mặt chương trình, Khả Như chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian với Quyền Năng Phái Đẹp. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Pink House thực hiện, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nãy giờ chờ anh có lâu không? Chờ anh chắc cũng mới có 1 tiếng đồng hồ, không sao hết trơn. Anh vừa xong là lật đật chạy qua đây với em liền, làm gì mà 1 tiếng? Thôi đừng có giận mà. Lúc nào cũng vậy hết trơn á. Đừng giận nữa, bây giờ anh nói đơn giản thôi. Anh là anh đang lo cho tương lai của anh và em. Em hiểu không? Anh học cái này á là để sau này em sẽ có một người chồng là bác sĩ. Phải không? Đây là tương lai của anh và em. Tương lai như thế nào? Tương lai như thế nào? Tương lai phía trước em chưa thấy, bây giờ em cần hiện tại. Mình không nói về cái ngành học của anh ta, mình nói về cái nhu cầu trong tình yêu của hai bạn này không giống nhau. Trong trường hợp này cụ thể luôn thì Dạ Thảo xin chia sẻ là chàng trai này không cần phải thay đổi. Người cần thay đổi là cô gái.